Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề học và làm theo Bác của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Quý vị và các bạn thân mến, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Qua đó khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, thi đua phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần sớm đưa Bảo Thắng đạt huyện nông thôn mới nâng cao. Những nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề học và làm theo Bác hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, sinh thời Bác Hồ từng nói, phụ nữ cũng là người chủ nước nhà. Để xứng đáng là người chủ thì chị em phải ra sức, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Học và làm theo Bác, phụ nữ các dân tộc huyện Bảo Thắng đã và đang nỗ lực thi đua, tăng gia sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Phóng sự sau chúng tôi giới thiệu gương bà Nguyễn Thị Là, thôn Làng Bông, xã Xuân Quang, một trong những điển hình tiêu biểu tại địa phương trong học và làm theo Bác. Đất rộng, nhưng trước đây gia đình bà Nguyễn Thị Là chủ yếu trồng cây ngô, cây sắn, hiệu quả không cao. Với quyết tâm đổi mới cách làm kinh tế, bà Là đã tìm hiểu, học hỏi, đầu tư, phát triển lĩnh vực kinh tế rừng, trọng tâm là cây quế. Khi cây quế chưa cho thu hoạch, bà mạnh dạn vay vốn, đầu tư làm chuồng trại nuôi gia cầm, trồng cỏ, nuôi gia súc, lấy ngắn, nuôi dài. Mô hình kinh tế này ngày càng phát triển, cho thu nhập cao, đưa gia đình bà Là trở thành hộ sản xuất giỏi ở địa phương. Mình là một người phụ nữ, mình phải đứng lên mạnh mẽ để thúc đẩy cái gia đình lên và dạy bảo con cái là làm ăn theo cái công trình của mình, theo cái việc của mình để đưa vào kinh tế lên. Mình làm như thế này thì thấy cái hướng phát triển kinh tế thì nó cũng đưa lên được mạnh mẽ hơn, cho nên là cố gắng để phát triển thêm. Bằng cách làm này, mỗi năm gia đình xuất bán hơn 3 vạn con gà, duy trì đàn gia súc hơn 20 con, còn diện tích quế từ 5 đến 10 tuổi đang bắt đầu cho thu hoạch cành lá, tỉa thưa. Từ mô hình kinh tế tổng hợp này, mỗi năm gia đình bà Là có nguồn thu khoảng 500 triệu đồng. Không chỉ giỏi làm giàu cho gia đình, với sự nhiệt tình của mình, bà Là sẵn sàng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, giúp chị em trong thôn cùng phát triển, vươn lên làm giàu, được chị em và tổ chức hội tin tưởng, đánh giá cao. Có nhiều cái hậu quả chứ, hiệu quả bởi vì là từ hai bàn tay trắng, thế mà chị cũng hai bàn tay trắng tự mà lập lên cái cơ nghiệp như thế này, phát triển lợn gà, trâu bò như thế này, phát triển kinh tế rất đạt, rất hiệu quả. Thì chúng tôi là một người dân trong thôn bản thì cũng học hỏi những cái tấm gương điển hình của gia đình nhà chị cũng như là bản thân chị Là. Tôi cũng thấy là gia đình nhà chị, anh chị rất là có mẫu mực và cũng vươn lên từ hai bàn tay và cũng cố gắng làm theo đường lối chính sách của Đảng, của Bác. Thế cũng phấn đấu rất là có nghị lực và đã mang lại cái hiệu quả rất là tốt cho gia đình. Hiện nay là cái mô hình chăn nuôi là mở rộng rất là quy mô và lớn mạnh. Năng động, sáng tạo và nỗ lực vươn lên, việc học và làm theo Bác như bà Nguyễn Thị Là chính là tích cực tăng gia sản xuất, làm chủ kinh tế, trở thành tấm gương sáng cho chị em phụ nữ trong thôn, trong xã vươn lên làm giàu từ chính đồng đất quê hương. Học và làm theo Bác hưởng ứng phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thời gian qua tại huyện Bảo Thắng đã có những tấm gương phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nhờ chị Vùi Thị Thùy ở thôn Tiến Lập, xã Trì Quang, với sự cần cù cùng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, gia đình đã thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no. Sinh năm 1993, khi mới lập gia đình, chị Vùi Thị Thùy thuộc diện hộ nghèo của xã. Được sự động viên của chính quyền địa phương cùng nguồn vốn vay tín dụng chính sách, năm 2019, chị vay 80 triệu đồng đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi gà. Sự mạnh dạn và quyết tâm này đã mang đến cho gia đình chị hướng đi mới trong phát triển kinh tế, dần vươn lên thoát nghèo. Dạ, nói chung là lúc đầu bắt đầu khởi nghiệp thì nó cũng gọi là vất vả. Không gì gọi là thành công được, em cũng thất bại nhiều nhưng cũng dần dần khắc phục dần. Nói chung là chăn nuôi gà thì lúc nọ lúc kia nhưng mà kinh tế nó vẫn có kinh tế ổn định. Đam mê chăn nuôi, chị Thùy tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm của những người đã thành công. Lúc đầu, chị mới nuôi quy mô đàn chỉ 2.000 con, sau này phát triển, mở rộng đàn lên 4 đến 5.000 con. Thực hiện tốt khâu phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, một năm chị xuất bán được 4 lứa với trên 12.000 con.
Cùng với nuôi gà, chị Thùy còn đầu tư làm chuồng trại nuôi lợn và trồng khoảng 4 hectare cây quế. Mô hình kinh tế này cũng giúp gia đình chị Bùi Thị Thùy vươn lên thoát nghèo, kinh tế khá giả. Đây là một trong những cái mô hình cũng rất là phát triển. Và đặc biệt hơn nữa là đối với cái hộ gia đình hiện tại thì cũng là nguồn nhân lực trẻ, dám nghĩ dám làm và cũng có cái tinh thần nghị lực vươn lên, cố gắng để tham gia cái mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế hộ gia đình. Tổng hợp các nguồn thu, mô hình kinh tế chăn nuôi mang lại cho gia đình chị Thùy nguồn thu khoảng 600 triệu đồng, trừ chi phí còn lợi nhuận 150 triệu đồng. Chị Bùi Thị Thùy là tấm gương về tinh thần vươn lên trong lao động, sản xuất, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, là tấm gương sáng để chị em phụ nữ học tập làm theo. Không chỉ giỏi làm kinh tế, vươn lên làm giàu, nhiều hội viên phụ nữ ở Bảo Thắng đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp hội phát động, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Phóng sự thực hiện tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng. Trong mỗi buổi sinh hoạt, chi hội phụ nữ thôn Làng Bông luôn lồng gắn nội dung phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới. Riêng với tiêu chí môi trường, chị em đã cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường nơi sinh sống, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt. Định kỳ hàng tháng, các hội viên còn tham gia thực hiện vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc đường hoa, cây cảnh. Tôi thì cũng cứ hàng tháng là cứ vào thứ Bảy, Chủ nhật thì tôi cũng đến tham gia với chị em phụ nữ là cũng đi sửa sang đường, ngõ, nhà cửa. Đến cũng tham gia chị em là phong trào phát triển nông thôn mới. Chị em cũng rất là nhiệt tình mà cũng ủng hộ. Chung tay thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Hội Phụ Nữ xã Xuân Quang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã hội hóa để xây dựng các bể và hố thu gom rác thải ở các điểm công cộng, khu dân cư. Toàn xã hiện có trên 1.800 mô hình gia đình, 50, 3 sạch, phong trào nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh, đường hoa phụ nữ, tuyến đường phụ nữ tự quản về môi trường. Hay phong trào xử lý chất thải chăn nuôi thành phân bón hữu cơ được triển khai sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên. Qua các mô hình này đã góp phần tạo môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp tại các khu dân cư. Cái mô hình xanh, sạch, đẹp này thì nó cũng mang lại rất nhiều cái lợi ích cho người dân bọn em về sức khỏe này, về đời sống vật chất của dân chúng em là cũng cảm thấy là rất là phấn chấn tinh thần, cũng có động lực để mình có thể là mình phấn đấu, mình giúp làm sao để cho cái môi trường của mình sinh hoạt này mình cảm thấy nó rất thoải mái, và sức khỏe thì con người thì cũng rất là khỏe mạnh. Trong cái phong trào xây dựng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm cũng như là tạo khuôn viên trong gia đình ý, thì các chị em hưởng ứng thì trong hàng tháng thì các chi hội khi mà xã triển khai cái vệ sinh môi trường hàng tháng ý, thì tất cả các chi hội đều đồng loạt phối hợp với nhân dân trong thôn thì sẽ đồng loạt tổ chức ra quân vào cái thứ Bảy của tuần cuối tháng ý, thì sẽ tham gia vệ sinh môi trường chung. Sau khi thực hiện chung thì sẽ về dọn dẹp cái khuôn viên trong cổng đường làng ngõ xóm của gia đình mình. Từ sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong công tác vệ sinh môi trường, xã Xuân Quang đã có cảnh quan khang trang, sạch đẹp, đáp ứng được tiêu chí môi trường của xã nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị, đẩy mạnh việc học và làm theo Bác theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Thắng đã có nhiều giải pháp sáng tạo trong tổ chức triển khai và nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên. Nội dung này sẽ được làm rõ qua cuộc phỏng vấn của phóng viên chương trình với bà Lê Hải Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Thắng. Triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo Bác, thời gian qua trên địa bàn Bảo Thắng thì hội phụ nữ đã phát động phong trào này như thế nào và đã được các cấp hội cũng như là chị em hưởng ứng cái phong trào học và làm theo Bác như nào? Triển khai thực hiện chỉ thị 05 về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì đối với các cấp hội phụ nữ của huyện Bảo Thắng thì chúng tôi triển khai
xây dựng kế hoạch và triển khai xuống cơ sở. Hội Liên hiệp Phụ nữ đã cụ thể hóa các nội dung của chỉ thị với tinh thần là xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tế của từng địa phương, chú trọng trong cái việc xây dựng và duy trì để các cái mô hình học tập và làm theo Bác, phong trào thi đua nêu gương người tốt việc tốt gắn với rèn luyện các phẩm chất của người phụ nữ và xây dựng hình ảnh của người cán bộ hội có tinh thần trách nhiệm sâu sát với thực tiễn của phong trào và hoạt động thì hướng về cơ sở. Đấy, trong quá trình triển khai thực hiện thì các cấp hội đã lồng ghép với các cái phong trào thi đua với những cái việc làm cụ thể. Trong đó là cái nhiệm vụ trọng tâm là sắp xếp công việc một cách khoa học để dành nhiều thời gian xuống cơ sở để nắm bắt cái tâm tư, nguyện vọng của cán bộ hội viên. Từ đó là có những đề xuất với các cấp ủy chính quyền của địa phương. Với sự quan tâm ấy thì thời gian qua, cái việc học tập và làm theo Bác của Hội Phụ nữ huyện Bảo Thắng đã đạt được kết quả thành tích như nào, và đặc biệt là trong cái lĩnh vực xây dựng nông thôn mới thì đã được thực hiện và triển khai mang lại cái hiệu quả ra sao? Tại các cấp hội của huyện thì đã duy trì được 70 mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, và tích cực tham gia các cuộc vận động như là xây dựng gia đình 503 sạch và gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng thôn kiểu mẫu. Để thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và gắn với phong trào Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững thì toàn huyện Bảo Thắng thì đến nay chúng tôi duy trì trên 13.000 hộ gia đình đấy tham gia thực hiện cái tiêu chí 8 tiêu chí của 503 sạch, góp phần thực hiện cái mục tiêu của chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thế và trong cái quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng phát động nhiều những phong trào như là phong trào xây dựng mô hình hũ gạo tiết kiệm đấy, thế và mô hình sinh kế cho hội viên. Thì ở đây thì các cơ sở hội thì tiếp tục duy trì và nhân rộng những cái mô hình này, thế và trong hàng năm thì cũng đã rất là nhiều những cái cơ sở hội các chi hội hỗ trợ những cái cây con giống để hỗ trợ những hội viên nghèo làm sao có cái sinh kế để vươn lên để xóa đói giảm nghèo. Thế và với phương châm là mỗi một cơ sở một hoạt động hội và mỗi một hội viên là một việc làm thiết thực đấy, thì các cấp hội cũng đã duy trì và nhân rộng tất cả các mô hình như là tổ phụ nữ tiết kiệm thế và phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xã hội và kết nối yêu thương thế và cái mô hình tiết kiệm làm theo Bác và phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế. Hàng năm thì các cấp hội cũng đã biểu dương và khen thưởng kịp thời những chi hội và những hội viên tiêu biểu xuất sắc về việc học tập và làm theo Bác. Vâng, để phong trào thi đua học và làm theo Bác tiếp tục lan tỏa trong cuộc sống trong hội viên của Hội Phụ nữ thì thời gian tới Hội Phụ nữ huyện Bảo Thắng sẽ có những cái giải pháp triển khai như thế nào, đặc biệt là các cái phong trào này sẽ được lồng ghép như thế nào với cái phong trào thi đua của Hội Phụ nữ? Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo để gắn với các phong trào của hội phụ nữ của các địa phương, mỗi với phương châm là mỗi một chi hội sẽ lựa chọn một cái mô hình đấy, thiết thực thế và phù hợp với đặc thù đặc điểm sinh hoạt tập quán thế và bản sắc văn hóa của địa phương, như là các mô hình phụ nữ, mỗi một phụ nữ, mỗi một tổ chi tổ hội giúp đỡ một phụ nữ thoát nghèo, hoặc là các mô hình về vệ sinh môi trường nông thôn, duy trì các cái mô hình về vệ sinh môi trường nông thôn đảm bảo là sáng xanh sạch đẹp thế và duy trì các cái mô hình như là mô hình của phụ nữ, như là các mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo thế và cùng với lại các cấp ủy địa phương để thực hiện cái thắng lợi của phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Nội dung của phỏng vấn bà Lê Hải Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Thắng cũng đã khép lại chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề học và làm theo Bác kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.